Nhờ mẹ chồng duyệt mẫu xem có đẹp không. Cái này mà xoay đẹp cực luôn. Mà chất này mềm lắm luôn. Em nó có cái chun này nó mới đẹp kìa. Chun nó buồn cười lắm. Cái này mặc dài đến mắt cá chân vẫn được nha. Như vậy thì ta thoải mái. Ai thích mặc dài cũng mặc được. Quá xinh. Màu quá đẹp. Rất là nhiều màu luôn. Chất liệu thô nến này. Nhưng năm nay mình lấy được rất là nhiều màu thô nến mà chất nó mềm lắm. Nó không quá cứng mà nó đặc mặt nên chị em mình mặc rất là xinh. Cái này đi đi đâu nhỉ? Mình đi đâu chẳng được. Cứ nhí nha nhí nhảnh như cá cảnh ấy. Chất rất là mát. Hai màu nào ok. Màu kia, màu xanh. Quá xinh.